Vậy là Fed cũng đã thông báo là ngừng tăng lãi suất. Tuy nhiên, giá của Bitcoin không những tăng mà còn đã giảm đi 1.000 giá sau tin tức này. Đó là bởi vì theo sau tin tức về lãi suất cũng chính là dự báo kinh tế của Fed đã cho thấy rằng là Fed có thể tiếp tục tăng thêm 0.5% lãi suất trong năm nay. Những thông tin này Razor đã có làm video ngày hôm qua, các bạn có thể xem lại ở video này nha. Còn ở trong video này, mình sẽ cùng anh chị và các bạn đi sâu vào những số liệu phân tích thị trường để chúng ta hiểu được rằng thị trường đang ở trong giai đoạn như thế nào. Đầu tiên là về các altcoin, thì trong giai đoạn này có rất là nhiều bạn đã tự đặt ra một câu hỏi là giai đoạn hiện tại có nên mua vào các altcoin hay là không. Để trả lời được câu hỏi liên quan đến altcoin thì chúng ta sẽ cần xem qua một biểu đồ thị phần của Bitcoin đang như thế nào. Và như các bạn cũng đang thấy trên màn hình thì biểu đồ thị phần của Bitcoin trên khung thời gian tuần mình đã có phân tích trong các video trước là thị phần đã phá đi vùng kháng cự quan trọng trên khung thời gian lớn, đó là khung thời gian tuần. Các bạn thấy được là giá đã đóng nén phía trên vùng kháng cự 48.42% ở đây. Điều đó chứng tỏ là thị phần của Bitcoin sẽ có khả năng cao là tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn của nó. Và các bạn thấy được là ở trên những khung thời gian ngắn hạn hơn, ví dụ như khung thời gian 4 giờ, thì biểu đồ thị phần của Bitcoin đang nằm trong một xu hướng tăng tương đối mạnh hay các bạn. Và đáy sau nó đang cao hơn các đáy trước và cao hơn một với một mức độ với một cái chiều cao được coi là khá là lớn hơn các bạn. Và hiện tại thì cấu trúc xu hướng tăng này á, nó có thể sẽ bị phá vỡ khi mà vùng 49.06% ở đây nó bị phá xuống, thì từ đó xu hướng tăng này có thể sẽ bị ngưng lại. Và lúc đó thì thị phần của Bitcoin sẽ có xu hướng là quay trở lại khu vực 47.24% ở đây. Đây chính là một vùng demand tương đối mạnh và bắt đầu cho một nhịp sóng tăng của thị phần Bitcoin trong tuần vừa rồi. Chúng ta cần phải hiểu rõ được là khi mà thị phần Bitcoin nó đang tăng lên như thế này, tức là các nhà đầu tư hiện tại họ đang có xu hướng là muốn đổi altcoin để chuyển sang nắm giữ Bitcoin, cho nên là thị phần của Bitcoin nó đang tăng lên. Và khi mà thị phần Bitcoin tăng lên và thị phần của stablecoin USDT nó cũng đang tăng lên hay các bạn trên khung thời gian 4 giờ trong ngắn hạn, thì thị phần của stablecoin USDT này nó đang nằm trong một xu hướng tăng tương đối mạnh như thế này. Và các bạn thấy được, chúng ta kết hợp lại thì thị phần Bitcoin nó đang trong một xu hướng tăng và tăng mạnh, thị phần của stablecoin cũng đang tăng mạnh. Vậy thì chúng ta có thể tự suy ra được là thị phần của altcoin nó đang nằm trong một xu hướng giảm. Vậy nên chúng ta có thể rút ra được một kết luận, đó là dòng tiền trên thị trường đang có xu hướng là muốn thoát khỏi các altcoin và tập trung chảy vào Bitcoin và stablecoin là chính. Vậy nên nếu như chúng ta đầu tư vào altcoin và mua altcoin ngay trong thời điểm hiện tại thì cái mức rủi ro nó sẽ tăng lên một mức khá là cao, bởi vì trong giai đoạn hiện tại các bạn thấy được là khi mà Bitcoin nó tăng lên á thì altcoin nó sẽ tăng khá là yếu bởi vì không có dòng tiền nằm trong altcoin. Nhưng mà khi Bitcoin giảm giá thì altcoin sẽ giảm mạnh hơn cả Bitcoin. Vậy nên với tỷ lệ risk reward không được tốt như vậy, cho nên là nếu như chúng ta mua vào altcoin ngay trong thời điểm này sẽ rất là rủi ro. Và nhân tiện thì khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ thị phần của stablecoin USDT ở đây, chúng ta thấy được là giá đang nằm trong một xu hướng tăng, và mỗi khi mà giá phá đi đường trendline xu hướng giảm chính là đường màu đen ở đây thì khả năng giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng trước đó. Và các bạn thấy được là giá đã phá qua một lần này, hai lần và ba lần, thì hiện tại thị phần của stablecoin USDT đang có xu hướng là retest lại vùng Fibonacci 0.618 và 0.5 ở đây. Và nếu như nó retest thành công thì nó sẽ tiếp tục tăng thị phần của stablecoin USDT lên mức 8.79%, chính là vùng kháng cự màu đỏ ở phía trên này hả các bạn. Và trong giai đoạn mà thị phần của stablecoin này nó liên tục tăng như thế này thì khả năng cao là thị trường sẽ tiếp tục giảm, bởi vì lúc đó thì xu hướng trên thị trường thì các nhà đầu tư đang có xu hướng là muốn bán các Bitcoin cũng như là altcoin ra để nắm giữ stablecoin, nên là thị phần của stablecoin nó tăng lên như vậy. Và khi mà cả thị trường đang có xu hướng là bán mạnh ra như vậy thì giá sẽ có xu hướng giảm. Vậy nên trong ngắn hạn thì thị phần của stablecoin USDT có khả năng cao là nó sẽ tiếp diễn xu hướng tăng trước đó, tức là trong ngắn hạn thì Bitcoin có khả năng cao là nó sẽ tiếp diễn xu hướng giảm trong khung thời gian 4 giờ. Thêm một thông tin nữa liên quan đến các altcoin, đó là công ty về crypto đã phá sản, đó là Celsius đã đề xuất một đề nghị lên tòa án để yêu cầu sự chấp thuận để đổi các altcoin mà họ đang nắm giữ chuyển sang Bitcoin và Ethereum để tối đa hóa giá trị cũng như là tính thanh khoản cao hơn các altcoin khác. Nếu như kế hoạch này được tòa án phê duyệt thì ngày 1 tháng 7 sắp tới sẽ bắt đầu có một đợt bán altcoin từ Celsius, có thể sẽ góp phần làm cho giá altcoin giảm mạnh. Như vậy thì qua những thông tin này, nó đang ủng hộ cho một lập luận
là Altcoin trong thời gian sắp tới sẽ trở nên rất là khó khăn cũng như là rất là khó để tăng trưởng, bởi vì là xu hướng dòng tiền trên thị trường đang tập trung vào Bitcoin và Stablecoin là chính. Còn lực bán Bitcoin của các cá voi ở trên thị trường hiện tại đang cho thấy một giai đoạn đi ngang cũng như là giảm sút, chứ không phải là các cá voi họ đang nạp Bitcoin lên sàn để bán ra hả các bạn. Và theo như một biểu đồ dữ liệu on-chain, đó là biểu đồ Exchange Ratio, thống kê top 10 những giao dịch mà lớn nhất nạp Bitcoin lên các sàn giao dịch tập trung á, nó đang như thế nào, thì các bạn thấy được là ở ngày 8 tháng 5 trước đây thì lúc đó giá của Bitcoin ở mức giá là 29.000 đô cho đến 30.000, thì các bạn thấy được là có tương đối số lượng giao dịch nạp Bitcoin lên sàn tương đối nhiều, và chỉ số này nó tăng mạnh lên đến cái mức là trên 0.72 ha các bạn. Tức là lúc đó ở trên thị trường á, có hơn 72% là số lượng nạp Bitcoin lên sàn đến từ các cá voi, tức là họ đang bán ra khi mà Bitcoin chạm khu vực 29 cho đến 30.000 đô tương đối nhiều. Còn trong giai đoạn hiện tại thì chỉ số này nó đã giảm từ mức là trên 0.72, nó đã giảm đến mức hiện tại là 0.36 thôi các bạn, tức là nó đã giảm hơn 50% rồi. Và nó cũng khá là trùng khớp với video mà mình đã có cung cấp với anh chị và các bạn ở trong video trước, đó cũng chính là đường EMA 100 chu kỳ của biểu đồ Exchange Whale Ratio, chính là đường màu cam ở đây. Thì khi mà đường màu cam này nó giảm rất là mạnh thì lúc đó áp lực bán trên thị trường hầu như là đã giảm đi một cách tương đối mạnh. Và khi mà lực bán đã giảm tương đối mạnh như vậy rồi thì chỉ cần một dòng tiền mới bắt đầu chảy vào thị trường và nhu cầu bắt đầu tăng lên thì lúc đó nó sẽ thúc đẩy cho giá của Bitcoin, chính là đường màu trắng ở đây, nó tăng lên một cách tương đối mạnh. Và trong giai đoạn hiện tại thì áp lực bán từ những cá voi thì các bạn thấy được nó cũng đang giảm đi tương đối, tiếp diễn cái xu hướng giảm trước đó và tạo nên một đáy sâu thấp hơn cả đáy trước. Và ngược lại thì các bạn thấy được là trong chu kỳ uptrend thì đường màu cam này lại nằm trong một xu hướng tăng và tăng lên một cách rất là mạnh. Điều đó cho thấy là lực bán từ những cá voi á, nó đã rất là mạnh, cho nên là họ đang muốn bán ra ở trong giai đoạn uptrend đó. Tiếp theo chúng ta sẽ xem qua nhóm các địa chỉ ví ngắn hạn và dài hạn họ đang có những hành động gì ở trên thị trường. Và đây là biểu đồ về Realize Cap Hallway, tức là mức vốn hóa Bitcoin của các nhóm địa chỉ ví hiện tại thì họ đang nắm giữ bao nhiêu phần trăm nguồn cung lưu thông của Bitcoin ở trên thị trường. Và mình đang có xem ở đây đó là nhóm địa chỉ ví nắm giữ Bitcoin từ 1 năm cho đến trên 10 năm thôi các bạn. Và mình đã tắt đi những cái địa chỉ ví mà từ 24 giờ cho đến 12 tháng. Và các bạn thấy được là ở trong giai đoạn hiện tại chúng ta thấy được là nguồn cung lưu thông Bitcoin hiện tại mà các nhóm địa chỉ ví dài hạn hiện tại á, họ đang nắm giữ là nó tăng lên đến mức là trên 60% nguồn cung lưu thông của Bitcoin trên thị trường rồi. Nó đang khá là trùng khớp với những giai đoạn mà giá của Bitcoin nó thiết lập đáy của chu kỳ tăng trưởng, đó chính là giai đoạn năm 2015 này, năm 2012 này, nào gần đây nhất đó là năm 2019 nha các bạn. Thì khi mà Bitcoin chính là đường màu đen ở đây, giá của Bitcoin, giá thị trường thì nó đã trải qua một giai đoạn downtrend năm 2015. Thì các bạn thấy được là ở năm 2016 thì nguồn cung nắm giữ Bitcoin của nhóm địa chỉ ví dài hạn này á, nó đã tăng lên một cách là tăng trên 60% một chút ha. Và ngay sau đó thì giá của Bitcoin đã đi vào một xu hướng uptrend rất là mạnh ngay sau đó. Là khi đó giá của Bitcoin tăng từ mức là chỉ vài trăm đô, tăng lên đến mức là 20.000 đô thôi các bạn ở năm 2017. Và trong giai đoạn hiện tại nó cũng tương tự, đó là nguồn cung Bitcoin cũng như là vốn hóa thị trường Bitcoin mà các nhóm địa chỉ ví dài hạn này họ đang nắm giữ nó liên tục tăng lên, chứng tỏ rằng là nhóm địa chỉ ví dài hạn này á, họ đang tiếp tục tích lũy Bitcoin vào, kể cả thị trường hiện tại nó đang là nằm trong một xu hướng giảm. Và các bạn cần chú ý là khi mà giá thị trường của Bitcoin nó càng tăng lên thì mức vốn hóa thị trường Bitcoin mà các nhóm địa chỉ ví dài hạn này nó đang nắm giữ á, thì nó lại giảm mạnh. Điều đó cho thấy là họ đang bán ra và phân phối số lượng Bitcoin đang nắm giữ của họ ra trên thị trường và bán đó cho những nhà đầu tư mà ngắn hạn hả các bạn. Và cũng chúng ta thấy rất là rõ là ở chu kỳ năm 2017 này, năm 2021 này, khi mà giá của Bitcoin nó tăng thì cái vốn hóa thị trường của Bitcoin của nhóm địa chỉ ví này á, nó lại giảm đi một cách tương đối mạnh. Và ai chính là những người mua vào? Đó chính là những nhà đầu tư ngắn hạn hả các bạn. Đó là những nhà đầu tư mà nắm giữ Bitcoin chỉ có thời gian là khoảng 24 giờ, tức là một ngày cho đến 12 tháng mà thôi, thì họ đều mua khi mà giá của Bitcoin, chính là đường màu đen ở đây, nó nằm sát khu vực đỉnh hả các bạn, sát khu vực đỉnh của chu kỳ như là năm 2014 nè, năm 2017 nè
và năm 2021 thôi các bạn. Thì họ đều mua vào khi mà thị trường đều tăng giá nóng cũng như là nằm trong một giai đoạn uptrend mạnh. Còn trong giai đoạn hiện tại thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin đang nằm trong một giai đoạn là không, những nhà đầu tư ngắn hạn này họ không còn quan tâm nhiều đến Bitcoin nữa. Cho nên là trong giai đoạn hiện tại chúng ta thấy được là vốn hóa Bitcoin mà các nhóm chi phí ngắn hạn này họ đang nắm giữ tương đối ít thôi các bạn, chỉ có khoảng là hơn 20% mà thôi, khoảng 30% cái nguồn cung Bitcoin đang lưu thông ở trên thị trường, và phần còn lại đó là hơn 60% thì nó nằm trong tay của những nhà đầu tư dài hạn hiện tại họ đang nắm giữ Bitcoin và tích lũy vào tương đối nhiều. Vậy nên qua video này chúng ta cũng rút ra được một kết luận rất là quan trọng các bạn, đó là hiện tại thì những nhà đầu tư ngắn hạn họ không có quan tâm nhiều đến giá của Bitcoin và họ không mua vào Bitcoin, họ chỉ mua vào khi mà thị trường đang nằm trong một giai đoạn tăng trưởng và nóng cũng như là nó bị sốt giá, thì các bạn thấy được là họ đã tham gia vào và mua rất là nhiều và thúc đẩy cho giá nó tăng trưởng càng mạnh hơn nữa. Còn trong giai đoạn hiện tại thì họ không, hầu như là không có còn quan tâm đến Bitcoin hay các bạn, và đây cũng chính là cơ hội cho những nhà đầu tư dài hạn và đầu tư cũng như là chuẩn bị vị thế cho một con sóng uptrend năm 2024, năm 2025, nên là phần trăm nguồn cung Bitcoin mà các nhóm địa chỉ ví dài hạn họ đang nắm giữ nó vẫn liên tục tăng lên ha các bạn, nó vẫn đang liên tục tăng lên. Cuối cùng là video phân tích kỹ thuật của Bitcoin trên khung thời gian ngắn hạn và trung hạn. Thì trên khung thời gian trung hạn khung ngày á thì Bitcoin vẫn đang tiếp tục giảm về khu vực Fibonacci, tỷ lệ vàng ở đây mình có vẽ ra đó là vùng 23.900 cho đến 25.300 đô thôi các bạn. Hiện tại thì mình nghĩ rằng là giá sẽ ngưng lại, ngưng cái đại giảm này tại khu vực Fibonacci ở đây, bởi vì đây chính là một vùng demand trước đó mà giá đã có một lực mua tương đối mạnh và thúc đẩy cho giá tăng trưởng từ vùng 24.000 tăng lên vùng 30.000 đô thôi các bạn. Và khi mà vùng Fibonacci này nó có một trường hợp là bị phá vỡ thì lúc đó giá sẽ còn rơi về vùng 19 cho đến 20.000 đô. Vùng 19 cho đến 20.000 đô này được xem là một vùng giá rất là quan trọng đối với phe mua, bởi vì khi mà vùng 19.000 đô này nó bị phá vỡ xuống thì lúc đó cấu trúc xuống tăng trên khung thời gian tuần á nó sẽ bị phá vỡ và lúc đó thì giá của Bitcoin sẽ còn rơi rất là sâu. Cho nên là chúng ta sẽ cần bảo vệ khu vực 19 đến 20.000 đô này, cũng chính là một khu vực mua rất là tốt đối với những nhà đầu tư dài hạn cũng như là trung hạn ha các bạn. Tất nhiên chúng ta chỉ mua khi mà giá đã giảm về những khu vực này và hình thành nên những tín hiệu đảo chiều, ví dụ như là những cụm nến nhắn chìm tăng giá hoặc là setup pin ba tăng giá, thì lúc đó cho thấy là lực mua đã bắt đầu tham gia trở lại thì chúng ta mới vào lệnh và mua ha các bạn. Trên khung thời gian ngắn hạn hơn, đó là khung thời gian 4 giờ dành cho những bạn trader, thì chúng ta vẫn đang nằm trong một cấu trúc xu hướng giảm và giá vừa tiếp diễn cấu trúc này bằng việc là giá đã phá đi mô hình lá cờ giảm hả các bạn, bear flag. Và khi mà giá đã phá xuống thì chúng ta thấy được là chiều cao của cái cán cờ này cũng chính là mức target mà giá của Bitcoin sắp tới nó sẽ có khả năng cao là nó sẽ đạt được cái khu vực này, đó là vùng 23.800 đô. Nó nằm ở vùng hỗ trợ tương đối quan trọng trên khung 4 giờ, đó là vùng 23.800 cho đến 24.300 đô hả các bạn. Thì chúng ta sẽ chờ giá hầu lên quanh khu vực Fibonacci ở vùng 26.110 đô này ở đây, cũng như là 26.400 đô, và có những setup giảm giá thì chúng ta có thể mở những vị thế bán đối với những bạn trader. Còn khi mà giá của Bitcoin nó càng giảm sâu về phía bên dưới thì những bạn nhà đầu tư dài hạn cũng như là trung hạn chúng ta có thể mở những vị thế mua khi mà giá nó chạm vào những vùng mua tốt hơn các bạn. Còn trên biểu đồ giá của Ethereum thì chúng ta sẽ có một kịch bản giá Ethereum sẽ tương đối xấu trong thời gian tới, bởi vì là giá của Ethereum đã hình thành nên cấu trúc xu hướng giảm trên khung thời gian ngắn hạn, đó là khung 4 giờ, và giá trên khung thời gian ngày nó đã phá đi vùng Fibonacci tỷ lệ vàng 0.618 ở đây và phá qua vùng hỗ trợ nhỏ ở đây hay các bạn. Cho nên là giá sẽ có xu hướng là quay lên retest để tiếp tục giảm về vùng 1.400 đô ở đây. Đây chính là một vùng hỗ trợ quan trọng trong một xu hướng tăng của Ethereum trên khung thời gian ngày. Và trước đó chúng ta thấy được là giá Ethereum đã có một setup phân kỳ đỉnh giảm giá khi mà giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng mà chỉ báo RSI và chỉ báo động lượng MACD á nó lại tạo các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, cho thấy đây là một setup phân kỳ mà tương đối mạnh, cho nên là giá có thể sẽ giảm sâu về khu vực 1.400 đô trong thời gian tới, và đây cũng chính là khu vực mà mình sẽ hướng đến và mình sẽ mua rất là nhiều Ethereum trong thời gian tới. Cuối cùng là video về vốn hóa thị trường crypto. Chúng ta đang có nên cấu trúc xu hướng giảm được tiếp diễn trên khung thời gian ngắn hạn, thì các bạn thấy được là giá đã tạo nên các đáy sâu thấp hơn đáy trước và vùng đỉnh và đáy thấp nhất trong một xu hướng giảm này nó đã thay đổi từ vùng 1.131 tỷ đô xuống vùng 1.040 tỷ đô thôi các bạn. Cho nên chúng ta sẽ tiếp diễn cấu trúc giảm và sẽ mở những vị thế bán khống. Chúng ta sẽ mở những vị thế bán khống khi mà vốn hóa thị trường hầu liên quanh khu vực là 1.011 cho đến 1.019 tỷ đô ở đây hay các bạn, hoặc là ở trên khu vực màu đỏ ở đây chính là những khu vực
mà chúng ta sẽ mở những vị thế bán khống đối với altcoin. Bởi vì giai đoạn hiện tại thì altcoin sẽ giảm mạnh hơn cả Bitcoin. Tóm lại, giai đoạn hiện tại thì xu hướng trên thị trường trong ngắn hạn đang nghiêng về cấu trúc xu hướng giảm, cho nên rất là phù hợp với những bạn trader sẽ ưu tiên những vị thế bán khống, tức là những vị thế short. Còn những bạn mà đầu tư dài hạn hoặc là đầu tư trung hạn á, chúng ta sẽ chờ mua thoải mái ở phía bên dưới. Khi mà giá giảm về những vùng mua tốt thì chúng ta sẽ vào mua, thì ở những mức giá mua vào của chúng ta nó sẽ được tốt hơn so với lại chúng ta mua ở những vùng giá mà nó bị lưng chừng thôi các bạn. Nhìn chung thì giai đoạn hiện tại đang là một giai đoạn tích lũy rất là tốt cho những bạn đầu tư dài hạn và trung hạn, và chúng ta đã thấy rất là rõ qua video dữ liệu on-chain. Hiện tại thì mình chỉ ưu tiên tích lũy Bitcoin và Ethereum mà thôi, còn đối với những on-coin khác thì mình thấy rằng nó rất là rủi ro, cho nên là hiện tại thì chúng ta không nên đụng vào on-coin hay các bạn. Nếu anh chị thấy thích video và thấy thông tin trong video này là hữu ích với anh chị và các bạn thì nhớ nhấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ team mình nha. Các bạn muốn mình phân tích những on-coin nào trong những video sắp tới thì nhớ để lại một bình luận ở dưới video này luôn ha. Thông tin trong video này là thông tin tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.